Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Bản biên tập chương trình xin được gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Tối 21 tháng 9, Tổ công tác số 5 của Bộ Công an kiểm soát kiểm tra nồng độ cồn phương tiện lưu thông trên tuyến đường trung tâm thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Thời điểm trên, Tổ công tác dừng ô tô biển xanh 92E2256 kiểm tra nồng độ cồn với tài xế PDH 48 tuổi, ngụ phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Qua đó xác định tài xế Hờ có nồng độ cồn mức 0,243mg trên lít khí thở. Qua xác minh, thông tin, tổ công tác xác định ô tô 92E2256 được Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đứng tên chủ sở hữu. Ngày 22 tháng 9, ông Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam xác nhận chiếc xe trên thuộc sở hữu của bệnh viện. Theo ông Hùng, tài xế đi công tác cùng cán bộ của bệnh viện ở Quảng Bình, thời điểm bị yêu cầu dừng xe thổi nồng độ cồn. Không có cán bộ của bệnh viện trên xe. Ông Hùng nói, tài xế báo vi phạm nồng độ cồn do đang bị đau phải uống thuốc và uống nước trái cây. Cảnh sát đo nồng độ cồn thấp nhưng đã vi phạm. Sau đó, tổ công tác lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế Hờ. Với lỗi trên, người này sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện trong 7 ngày làm việc. Theo quy định, đối với người điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn nếu chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên lít khí thở, thì bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 10 đến 12 tháng. Những nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!